Thông tin thêm về vụ việc bé trai bị nước cuốn trôi xuống cống vào chiều ngày 16 tháng 10 ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau 3 ngày tìm kiếm thì đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, thi thể của cháu bé đã được tìm thấy cạnh một con suối ở cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 3 km. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 18 tháng 10, một người chăn bò vô tình nhìn thấy thi thể của bé Hoàng Xuân Hiếu bên cạnh một bãi đất trống ở khu vực suối Nhum. Đoạn suối này dài khoảng 5 km, chảy từ thị xã Dĩ An qua quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi mà hàng trăm cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương đã giăng lưới tại các miệng cống, phát quang bụi rậm suốt 2 ngày trước đó để tìm kiếm nhưng mà không thấy cháu bé. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An nhận định là có thể cơn mưa lớn vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 tháng 10 đã làm ngập nước cuốn thi thể của bé Hiếu ra khu vực bãi cỏ. Trước đó thì trong cơn mưa lớn vào chiều ngày 16 tháng 10, khi đang tắm mưa ở gần cống thoát nước, có người nhờ đẩy xe được một đoạn thì bốn bé đẩy giúp đã bị trượt chân ngã. Người dân gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy ra nhưng chỉ cứu được ba em, riêng bé Hiếu bị nước cuốn trôi xuống miệng cống và mất tích.